Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tìm hiểu tổng quát về căn bản trí. Phần căn bản trí này đó, Minh Thành cũng đã có giảng, nhưng mà chưa xong. Thành ra những cái nào mà đã có nói rồi thì Minh Thành sẽ lược qua, và những cái phần chưa có chia sẻ thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ. Hôm qua chúng ta đã có thực tập nhận diện 6 pháp, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực tập hay nhận diện 6 pháp trong phần 6 căn. Thì chúng ta phải tập nhận diện khi mà mình nhìn thấy trong gương á. Mỗi sáng thức dậy ở nhà mình có soi gương không quý vị? Khi mình nhìn thấy trong gương con mắt của mình thì lúc đó mình nghĩ gì? Mình có cảm giác gì? Bây giờ mình tập nhận diện 6 căn theo cái trí tuệ đó, tuệ tri về 6 căn. Khi mình nhìn thấy trong gương á, con mắt của mình á, mình phải suy tư và tác ý. Con mắt này là do đất nước gió lửa tạo thành. Con mắt này là vô thường. Con mắt này là chịu sự biến hoại. Con mắt này sẽ tan rã, sẽ trở thành tro bụi trong một ngày nào đó không nhất định. Con mắt này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Đó là nhận diện về con mắt, chứ không phải như 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý rồi xong. Không phải. Quý vị nhớ đây là căn bản trí mà. Cái trí tuệ mà Đức Phật truyền trao cho mình. Rồi á, khi mình nhìn thấy cái sự phản chiếu của con mắt mình trong cái tấm gương là mình tác ý như vậy. Rồi khi mà mình ngồi lại mà cái hình bóng, cái tưởng trong tâm mình nó hiện lên cái mặt của mình và trong đó có con mắt của mình, lúc đó mình cũng tác ý như vậy. Khi mình suy nghĩ về con mắt, mình cũng phải suy nghĩ như vậy. Đây là trong cái phần mà tương ưng 6 xứ á, hết sức là quan trọng. Đức Phật dạy hay lắm. Tức là sao? Mình loại bỏ từ từ những cái suy nghĩ, những cái tưởng, những cái cảm giác, những cái chấp thủ và tham ái đối với con mắt. Còn lúc trước mình chưa có cái trí tuệ quán chiếu này đó, mình chưa có chánh dự kiến đó, thì con mắt đó, thì mình thấy nó là đẹp hay là không đẹp, và luôn luôn mình nghĩ là của mình. Bây giờ mình loại bỏ cái suy nghĩ đó ra. Này các tỳ kheo, ai thấy hiểu rằng con mắt này vô thường, người đó là đạt được chánh tri kiến. Ai thấy con mắt này là biến hoại, người đó là người đạt được chánh tri kiến. Ai thấy con mắt này là khổ đau, người đó đạt được chánh tri kiến. Tại sao khổ? Tại nó vô thường. Tại sao khổ? Tại nó biến hoại. Tại sao khổ? Tại vì nó tan nát. Nó đi đến chỗ bệnh, đi đến chỗ rã. Cái gì gọi là nhận diện về con mắt?
Quý vị khác thấy có hiểu khác với lúc quý vị mở ra đọc không? Khác không? Đó mới gọi là nhận diện mắt. Rồi cho tới cái lỗ tai mình cũng vậy. Xem trong gương hay rờ lên hay là suy nghĩ về cái lỗ tai. Cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân cũng vậy. Khi mình nhìn thấy cái dáng vẻ mình trước tấm gương hoặc trong tấm hình, à cái này hay à, chụp hình. Cái này bây giờ nó hơi thông dụng á. Mà người nào mà thích chụp hình, mà chụp hình hoài, mà cứ đăng lên hoài đó, là biết được là tu tới mức độ nào, cao tới mức độ nào rồi đó. Thì phải yêu thích cái hình bóng này lắm. Còn đam mê cái sắc quẩn này lắm. Còn dính mắt nhiều lắm. Cho nên á, thấy cái hình bóng này phải quán chiếu vậy. Cái thân này vô thường, biến hoại. Cái thân này pháp duyên sanh, tứ đại. Cái thân này tan rã, tan nát. Và hằng ngày, những cái mình thấy trước mặt, những tin tức, những điều đó là để cho mình nhận diện về thân. Nhận diện về thân của người và nhận diện thân của mình. Nó mình tập mà nhận diện về ý. Tập nhận diện về ý. Cái sự mà rõ biết. Các cái cảm giác và nghĩ tưởng nó thay đổi liên tục. Nó do duyên sanh. Tập nhận diện. Mà nhất là trong cái lúc mình ngồi thiền là cái cơ hội để cho mình nhận rõ, nhìn rõ, thấy rõ, hiểu rõ, thấu rõ về cái ý. Rồi bây giờ mình nhận diện sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mình tập nhìn thấy tất cả những cái màu sắc như vậy, mình chỉ biết là sắc quẩn thôi. Không có nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Sắc pháp. Cũng như mình ví dụ đó, một người cùi lại đưa tay bắt tay mình với một người thiệt đẹp đưa tay bắt tay mình. Mình phải nhận diện đó cũng là sắc quẩn. Cả hai cái đó là sắc quẩn. Một người trẻ và một người già, sắc quẩn. Một cái căn nhà lá và một cái tòa biệt thự cao cấp, sắc quẩn. Mình niệm ở trong tâm mình nhắc, đây là sắc quẩn thôi. Vì vậy là mình nhận diện sắc quẩn, sắc pháp. Còn thôi mình nhìn cái nhà lá là nó ra nhà lá, mà cái nhà, cái biệt thự thì nó ra cái biệt thự. Mà nếu mình nhìn cái nhà lá ra nhà lá đó, thì mình chán cái nhà lá. Mình không ưa. Mà mình thấy cái biệt thự là cái biệt thự thì sao? Mà mình ưa thích, thấy chưa? Tham sân nó sanh khởi. Tại sao mình không nhận diện đây là sắc pháp, sắc quẩn? Mình tập nhận diện như vậy đó thì cái tham sân si của mình á nó sẽ giảm thiểu. Tất cả cái âm thanh phải được nhận diện. Tất cả những loại âm thanh phải được tuệ tri. Có người, những giọt mưa này, họ buồn, họ nhớ nhà. Có người nghe những giọt mưa này,
họ mộng làm thơ và tưởng tượng. Có người nghe những giọt mưa này thì hai dòng lệ tuôn trào nhớ những người yêu thương. Có người nghe những giọt mưa này mà quán chiếu thâm sâu về các pháp. Thì cũng cái âm thanh của giọt mưa thôi, nhưng mà mỗi người đó là có cái cảm xúc, những cái nghĩ tưởng khác nhau. Tại sao vậy? Tại họ không biết âm thanh chỉ là âm thanh. Họ bị cái âm thanh đó nó xâm chiếm, nó chiếm ngự nội tâm. Và từ đó là bao nhiêu những cái suy nghĩ, cảm giác nó sanh khởi và họ đi theo. Như vậy thì mỗi khi mình nghe điện thoại, mình có tập nhận diện âm thanh không? Có không? Mỗi khi mình nghe một cái lời nói mà ngọt ngào, êm ái, mình có nhận diện âm thanh không? Nghe cái lời nói la rầy, khiển trách, tất cả những cái đó mình đều quay trở về an trú cảm giác toàn thân và biết rõ là cái âm thanh thanh trần. Và biết rõ đó là mình đang là tiếp xúc với thanh trần. Cái quý vị thấy không? Những cái nhỏ nhiệm như vậy nè, nhưng mà để mà mình cái nào mà mình biết rõ đúng cái pháp nó như vậy đó, thì cả một cái trí tuệ, cả một cái trí tuệ. Tất cả âm thanh, dầu cho âm thanh gì thì cũng là thanh trần hết, cũng là âm thanh hết. Đừng để âm thanh nó xâm chiếm, nó chế ngự, nó áp đảo. Và mình biết rằng nó hiện lên cái điện thoại cái tên của cái người này thì mình biết nguy hiểm tới rồi đó nha. Thế nào cũng nghe sạc hay nghe cự gì đó, phải không? Chánh niệm tỉnh giác, quán chiếu thanh trần, trở về an trú cảm giác toàn thân, trở về sự chánh niệm và tỉnh giác, và biết rõ liên hệ qua tới cái duyên sanh pháp, lỗ tai, âm thanh, sự rõ biết âm thanh, sự giao thoa của ba pháp, sự tiếp xúc và phát sanh lên cảm giác khi nghe cái âm thanh này. Phòng hộ, chế ngự, thận trọng và tỉnh táo trong khi nghe để nhận diện được thanh trần. Được không quý vị? Được không? Rồi mình biết cái âm thanh này nó hiện lên một cái chữ này, cái âm thanh này là dễ bị động tâm, ngọt ngào lắm, êm ái lắm. Thôi về sớm đi, tu gì lâu vậy? Nó có hai ba người rớt rồi đó. À, chánh niệm, tỉnh giác, phòng hộ, bảo vệ. Đừng để cho cái thanh trần này nó xâm chiếm. À, mình chánh niệm trong cái khi nghe cái âm thanh cái người này. Một người thì sanh nó sân, một người sanh nó tham. Rồi bây giờ cái chết ở cái chỗ gì? Cái si này chết nè. Cái điều đẹp nó không có, cái này không có gì hết, cứ nghe nghe thôi à. Mà không nhận diện được, không tỉnh giác, không chánh niệm, không an trú cảm giác toàn thân được, thì lúc đó là gì? Cái si này nó nhiều lắm quý vị. Này bữa hổm có nói rồi phải không ta? Đánh đuổi về cái si là hết sức là thận trọng trong cái si pháp này. Đức Phật nói bất cứ cái gì, những suy nghĩ nào, những lời nói, những hành động, những việc làm nào mà có sân pháp, si pháp, tham pháp trong đó đều là bất thiện hết. Đều là bất thiện hết. Phải không có vô tham, vô sân, vô si thì lúc đó mới là thiện pháp. Đó, để mà quý vị nhìn thấy được, nhận diện ra rõ được mà nó không có tham sân si đó, thì quý vị phải có một cái công phu thanh lọc và một cái công phu là gội rửa hết sức là sâu sắc, và phải nhìn thấy thật là rõ, gọi là tuệ tri, biết bằng trí tuệ đối với tất cả pháp, đối với tất cả pháp.
Quý vị thấy không? Những cái rất là nhỏ đó cho mình nhận diện thôi, mới vừa bước vô, mới bước vô ngoài cửa chùa thôi, bỗng nhiên là trong nhà bếp nó bay ra một cái mùi. Ai bắt đầu nhận diện gì? Cái gì Trần? À, mà trúng một cái mùi là cái món ruột của mình, bánh xèo. Hay là mình thích ăn mắm, gọi là rồi bây giờ có cái lẩu chao, à thí dụ vậy, mà nó bay cái mùi đó lên là nhận diện liền hương trần, hương trần, chánh niệm và tỉnh giác. Chứ không thôi là đi thẳng vô nhà bếp và khỏi lên chánh điện lại Phật. Lâu lâu có không? Thí dụ ghê chưa, ghê chưa, nó dẫn dắt đó, nó dẫn dắt á. Thành ra Minh Thành nói với quý vị mấy cái bình thường không à, mấy cái thường 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 trong cuộc sống vậy đó. Đâu quý vị tập nhận diện, tập nhận diện cái mùi đó, mà cái mùi tương, cái mùi chao, cái mùi tàu hũ nó còn dễ à, chứ nó có những cái mùi nó nguy hiểm hơn, quý vị biết không? Có nhiều cái mùi nó nguy hiểm hơn cái mùi chao, rất là nguy hiểm. Có những cái mùi mà nó chỉ cần phớt qua cái lỗ mũi một lần thôi là suốt đời mình không có bỏ được cái mùi đó, mới chết đó chứ. Có không? Có không? Đó, ghê gớm như vậy đó. Chứ không phải mà nói mà mấy cái này mình đọc phớt qua đâu, mình phải chỉ nghiệm quán chứ, nó thâm sâu lắm. Cái vị ngọt của cái mùi đó, sự nguy hại của cái mùi đó, và sự thoát ra khỏi mùi đó, xuất ly. Nên mình học cho kỹ, học cho đào, cho sâu, cho chín chắn. Một pháp mà mình nắm thiệt là vững rồi đó, thì những pháp khác nó cũng giống vậy thôi. Cho nên hết sức là quan trọng ở trong cái sáu xúc này đã ghê gớm lắm. Sáu cái xúc này, sáu sự tiếp xúc, sáu sự tiếp xúc. Ví dụ như hôm qua đó, Minh Thành mới vừa nói là sắp sửa có một cái hạnh phúc tuyệt vời hơn nữa ngoài sau lưng, là quay lại liền. Đó là bài tập đó, bài tập đấy. Quý vị thấy không, nó nhanh không? Bây giờ có ai đứng lên phân tích được cái chỗ đó, các pháp mới diễn ra lúc đó như thế nào? Ai phân tích được là có thưởng. Quý vị phân tích cái quá trình tâm mà nó vận hành trong cái trường hợp đó. Đây gọi là nhận diện ra các pháp ở trong thân tâm của mình đó. Mời sư cô đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy, trên thượng tọa, trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Dạ mô Phật, con nhận diện trong ngũ uẩn trong cái trường hợp ngày hôm qua thầy vừa nói là chuẩn bị có một cái niềm hạnh phúc sẽ đến, thì chồng con ngay lập tức con quay lại liền. Thì sau đó thì con nhận diện, con thấy rằng là nó cái ngũ uẩn hoạt động quá là nhanh. Khi cái tai nghe cái tiếng của thầy vừa nói thì có cái sự rõ biết của cái âm thanh thầy vừa nói, thì khi rõ biết thì nó có ba cái sự tai, âm thanh của thầy nói và sự rõ biết của cái lỗ tai. Khi ba pháp này giao thoa hội tụ lại thì sinh ra nhãn xúc, sinh ra nhĩ xúc, và ngay lập tức nó có thọ. Do nhĩ xúc sanh là cảm thọ hỷ hân hoan khi mình chuẩn bị được nghe chánh pháp, nghe những lời chia sẻ của cô Trương Tính Toàn, thì trong con cái niềm hạnh phúc đó nó cũng dâng lên ngay lập tức. Và con cũng thì lúc đó cái thọ nó diễn ra thì cái tưởng là hình bóng của cô Toàn cũng hiện ngay ra, và cái hành ngay lập tức là thân hành, là cái đầu nó tự động nó quay qua. Dạ, thì con thấy
chỉ một cái âm thanh thôi, nhưng mà thọ tưởng hành nó hoạt động rất là nhanh. Nhưng mà trước đó nó đã có một cái sự quá trình hình thành, là từ tai, từ các âm thanh, từ sự rõ biết của âm thanh, và có xúc, sự giao thoa của căn trần thức mà sinh ra nhị xúc. Và khi có nhị xúc thì nó ngay lập tức nó có thọ, có tưởng, có hành diễn ra trong một lúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô nhận diện tốt lắm. Lúc đó là gì? Là sắc động chuyển, thọ động chuyển, tưởng sanh khởi, hành của mình nó diễn tiến, thức của mình động chuyển. Chỉ cần một lời nói thôi là ngũ uẩn động chuyển, mà nó tích tắc, nó gọi là siêu nhanh, siêu tốc. Bởi vì nó diễn ra nó nhanh, cho nên nhiều khi là mình nhìn không có ra. Nếu mà mình không có học một nhận diện, mà mình không có cái thiền định, thiền tuệ đó, thì ở bên trong mình không biết gì hết. Mình chỉ biết là tôi đang quay trở lại thôi. Quý vị thấy không? Vô văn phàm phu á, tôi đang quay trở lại, biết cách đơn giản vậy thôi. Nhưng mà trong đó là bao nhiêu một cái chuỗi, cả một cái quy trình vận hành của tâm thức. Cho nên nhiều khi mình nghe một cái câu nói vậy thôi, đó là tự nhiên là cả toàn thân của mình nó chuyển động hết, tất cả các cảm thọ, tất cả các tế bào quả đại trong này nó vận hành mạnh lên. Rồi có khi mình nghe một câu nói thôi là nó trùng xuống cả con người mình, trùng xuống không muốn làm gì nữa, có người là muốn xỉu luôn. Nghe một câu nói thôi, có không? Nghe cái rụng rời hết trơn ra muốn té xuống xỉu luôn. Quý vị thấy khủng khiếp không? Khủng khiếp không? Mà tất cả những cái đó mình phải kiểm soát được cái cảm thọ. Chỉ cần một cái câu nói thôi, tất cả pháp ở trong người mình nó vận hành lên, nó động chuyển lên. Đó là mình chưa nhận diện về tứ đại nữa. Mình thấy khác liền à. Nhiều lắm. Nên đó là những cái này là những cái hết sức là cái căn bản trí. Mà nếu mình không học thuộc lòng thì làm sao mà mình có thể tập dòm từ từ ra cho nó đầy đủ. Quý vị thấy không? Thí dụ như sáu thọ hay là sáu xúc mà mình không có học thuộc lòng sao mình biết? Mình nói hồi nó lộn hết trơn, nhĩ xúc cái hồi nó lộn qua rồi cái tỷ xúc, cái hồi lộn qua cái thân xúc, phải không? Cho nên á, là cái sự tiếp xúc này là hết sức là nó nhanh. Con mắt mình vừa nhìn thấy một cái thôi là có thể sân khởi lên, dục khởi lên. Nghiệp khởi lên. Cái xúc này là một cái hết sức là khủng khiếp. Sự tiếp xúc đó. Ai nhận diện ngũ uẩn trong khi cái tiếng ho vừa rồi? Ai Xuân Phong nhận diện ngũ uẩn trong tiếng ho vừa rồi? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Sư Phụ, cùng quý thầy, cùng quý sư cô và các cô chú anh chị đồng tu. Dạ, do duyên có tài và có tiếng ho thì thọ của con, cái sinh ra nhĩ xúc. Khi nghe tiếng ho, do duyên có tài và có tiếng là tiếng ho thì sinh ra nhĩ thức, rõ biết cái tiếng ho. Sự hội tụ của ba pháp này là nhĩ xúc, do duyên có nhĩ xúc nên sinh khởi thọ tưởng hành. Thì khi nghe tiếng ho xong thì con cái cảm giác của con thì con quay lại
thấy cô ho, con nói ô cái cô này cũng, cái tưởng của con á, nó nhìn qua. Và cái ý hành con nó khởi lên cái liền nói lời nói thì thầm là ô cô này cũng bị ho giống mình rồi. Dạ. Là cái thức con nó rõ biết thọ tưởng hành đó. Dạ thưa, cái thức nó rõ biết thọ tưởng hành. Cái thọ lúc đó nó thuộc thọ gì trong ba thọ? Dạ cái thọ đó là cũng không dễ chịu, không khó chịu ạ. Kỹ chưa? Nhìn kỹ lại nữa. Dạ cũng thấy vui nhẹ. Vui. Kiểu giống như là thấy cũng có người ho bệnh giống mình. Thọ lạc. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Ôi, Phật tử thấy không? Cái học của mình nó tuyệt vời không? Đâu phải là mình học một cái gì ở đâu, ở trên trời hay là ở đâu ngoài biển hay gì đâu lòng đất đâu. Mà tất cả những cái gì nó diễn ra là mình nhìn thấy rõ từng thứ nó vận hành ở trong thân tâm của mình. Đó là thiết thực hiện tại đó, có hiệu quả tức thời. Cho nên mình tập khi mình tiếp xúc với một cái gì đó mình phải tập nhìn ra ngũ uẩn lúc đó nó như thế nào. Mà cho thầy hỏi lại coi, hồi nãy là nghe như có quay qua dòm không? Có không? Dạ thưa có thầy. Thấy nhanh không? Mới học tức thì đó. Thấy chưa? Tại vì đồng hương đó, coi như là đồng nghiệp, đồng bệnh. Cho nên quay qua để dòm coi đồng nghiệp với mình là ai vậy? Quý vị thấy không? À, cho nên là cái xúc này là cái mình phải lưu ý. Sự tiếp xúc của con mắt, sự tiếp xúc của lỗ tai, sự tiếp xúc của lỗ mũi. Trưa nay mình sẽ được chánh quán thọ thực sự tiếp xúc của cái lưỡi. Trưa nay là mình chuyên tu sự tiếp xúc của cái lưỡi. Cho nên cô toàn dưỡng sức. Mình thành muốn cho quý vị có một cái buổi trải nghiệm, nhất là quý vị mới đến lần đầu, để thấy được cái cách ăn của Đức Phật, các vị thánh tăng ngày xưa, các vị tỳ kheo ngày xưa thời Đức Phật. Để quý vị trải nghiệm, trưa nay là quý vị sẽ được trải nghiệm cách ăn của Đức Phật. Tuy là mình nói rằng là nó nổi trội là về cái sự tiếp xúc của cái lưỡi, nhưng mà lúc đó vẫn có tiếp xúc, mấy cái khác tiếp xúc có hết á. Nhưng chẳng qua là nổi trội thì mình nói cái đó vậy thôi. Chứ lúc đó mắt mình có thấy không? Lỗ tai mình có nghe không? Nếu mà cái người nào mà nhai lớn kế bên mình nghe, mình có hơi bực không? Có nhiều người ngồi ăn mà nhai đó, mình nghe mình khó chịu. Có không? Rồi nhiều khi có cái giọng nói mà mình nghe mình khó chịu, mà có cái giọng nói mình nghe mình dễ chịu. Mà cái giọng nói mình nghe mình dễ chịu, cái mình muốn nghe thêm, sao nói ít quá vậy? Cái đó là cái gì? Về chưa? Hồi đó không học cái này đâu có biết đâu, phải không? Rồi cái giọng nói mà mình thấy là mình thấy cái giọng nói này nghe nó khàn khàn, nó ré, nó thế thế hay sao? Rồi lúc đó mình muốn sao? Thôi tắt nhanh giùm cái đi. Sân. Cái gì thấy chưa? Cho nên trước cái thọ này là mình phải học cái xúc. Phải tập nhận diện xúc khi mà nó tiếp xúc. Mà cái tiếp xúc này nó nhanh lắm, rất là nhanh. Rồi sự tiếp xúc của thân, cái thân xúc, cái này ghê gớm lắm. Tất cả chúng sanh là không đi ra khỏi được cái này. Cho nên Minh Thành hay kể hoài có câu chuyện. Bữa đó cô điện thoại về từ bên Mỹ, điện thoại về nói thầy ơi, con còn trẻ đó, là con quyết liệt con xin mẹ con đi tu hoài.
mà mẹ con không cho con đi tu, giờ con ở tù hết 30 năm, có chồng có con, con giống như ở tù nên con không đi tu được. Quý vị thấy không, cái sự mà cái xúc thân xúc này đó là cái hết sức là ghê gớm, hết sức là khủng khiếp. Một khi mà chúng sanh mà đi vô đó rồi một cái đó là nó đi ra không được, không đi ra được. Quý vị thấy không, một cái mê hồn trận, một cái nghĩa là bát quái trận. Mình thì mình đi bát chánh, còn này nó vô bát quái, nó lòng vòng trong đó quạnh, nó đi ra không được, nó ra không được. Cho nên quý vị mới thấy là Đức Phật rất là thương các vị tăng ni, người xuất gia tỳ kheo của ngài, ngài cưng lắm, ngài chặn hết bao nhiêu lớp ở trong giới luật, có chặn hết. Bởi ngài biết đi vô cái đó rồi đi ra không được nha con, chết con đó. Cho nên phải hết sức là cẩn thận đối với thân xúc. Bên nhà nho người ta gọi là gì? Cái câu hay đọc bên nhà nho là gì? Nam nữ. À, ta không cho đụng chạm, dầu đưa cái món đồ đi nữa. Không cho đụng chạm, thân xúc là họ rào từ cái chỗ thân xúc. Ở trong giới luật cũng vậy, xúc nó sanh thọ, mà thọ một khi mà nó đã nhận vô rồi đó là nó chất ở trong này. Và quý vị thấy không, một cái cảm thọ đó là đau lòng lắm quý vị. Ở dưới Sư Cổ Liên cách đây mấy chục năm, Tinh Thành nhìn thấy một cô mới mấy cách đây không bao lâu, cô tới cúng trai tăng cho con của cô, con gái cô. Thì cô ôm cái hũ cốt vô, cô khóc nức nở, cô buộc cái khăn tang. Con gái cô mới có 20 tuổi, rất đẹp, rất trẻ, rất thông minh, nhà rất giàu có. Nhưng mà cái cô này, cô con gái này thương một cái cậu con trai, mà cái cậu con trai này là nhà nghèo, gia đình không có đồng ý. Cho nên là hai người này buộc dây và nhảy xuống sông. Và hai người đó được gửi với chùa Liên thờ. Và mẹ cứ vô vài bữa là vô đứng khóc ở trước cái hai cái hũ cốt, khóc nức nở, khóc xỉu lên xỉu xuống. Cho nên mình phải hết sức là chiêm nghiệm, thật là sâu sắc cái xúc này, nhất là thân xúc. Và bây giờ quý vị nhìn thấy không, những cụ già mà đưa ra những cái vụ án, quý vị thấy không, 70-80 tuổi mà cũng không vượt qua nổi. Có người là tan nhà nát cửa, sụp đổ hết tất cả công danh sự nghiệp, mang tai mang tiếng, thậm chí phải bỏ xứ đi, không dám nhìn bà con xóm làng. Là cũng vì cái gì? Thân xúc, cái dục ở trong cái thân xúc. Cho nên mình học được cái này là nó rất là hay, để cho mình nhìn thấy được, mình kiểm soát được một phần nào. Nó không phải mình kiểm soát được 100%, nhưng ít nhất mình biết, mình thấy, và mình có cái sự kiểm soát, quản lý, nhiếp phục. Và bây giờ thì quý vị thấy sao, nó buông thả. Cái xã hội hiện đại bây giờ, những đứa trẻ, những đứa con nít, và cái bệnh hoạn truyền nhiễm hết sức là nhiều. 300 những thứ chứ không phải riêng cái này. Những cái chất gây nghiện đầy dẫy hết, quý vị thấy không? Trong một cái quán karaoke mà người ta xét ra là
300 người mà là 200 người là dương tính với ma túy. Trong một cái quán. Mà tất cả những cái này là cái gì? Là xúc thọ thôi. Xúc một lần thôi, thọ rồi là đi ra không được. Nghĩa là tất cả chúng sanh là gì? Đảo điên hết, điên loạn hết ở trong cái xúc thọ này. Ái thủ, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ. Và cái thủ đó là gì? Khi mình tiếp xúc rồi là sanh ra cảm giác. Cảm giác rồi là mê, ưa thích. Ưa thích rồi là bám giữ, nắm chặt cái đó, không đi ra được. Mà khi cái thủ nó nắm giữ vô rồi thì nó tạo thành cái nghiệp. Và cái nghiệp đó thì nó có cái quả, nó đi theo một cái dòng vận hành mà tất cả chúng sanh là không thấy, không biết, không hiểu, không rõ. Vừa rồi mới cách đây 2-3 vụ, tài xế mới có 30 tuổi, 30 mấy tuổi đang lái gì cái ngã ra chết tại chỗ luôn. Mà mai cái ông lơ giật mình tức chị, ông thấy chiếc xe nó lảo đảo, ông nhảy lên, ông hất cái ông này qua, ông nhảy lên, ông cầm cái bô lăng. Thì như vậy là cứu mạng được mấy chục người, mà không phải một người, mấy người chết ngã ngang vậy chết mà còn trẻ. Mà bây giờ xin thưa quý vị là đột quỵ đó là rất là nhiều trẻ không à. Có 30 mấy, 40 tuổi, 50 tuổi đột quỵ, tai biến. Mà tất cả những cái đó là gì? Toàn là cái hậu quả từ chỗ xúc này. Không phải một cái xúc đó, xúc nhiều cái lắm. Tiếp xúc. Cái thiệt xúc mà nó có nguy hiểm không quý vị? Tiếp xúc của cái lưỡi đó à, ngộ độc thực phẩm là cả trăm người. Có cái cô này, cô đi ăn buffet tự chọn. Mà ở bên Mỹ á, thì quý vị biết rồi, vô là mấy trăm món, đủ thứ hết trơn, muốn ăn cái gì mà ăn đã luôn, ăn đã đời. Thì giờ cô nói rằng bây giờ mình đóng tiền rồi, ít ăn nhiều thì cũng ăn, rồi cô phành cái bụng ra cô ăn, ráng ăn, cuối cùng là xe cấp cứu lại. Đó là cái gì xúc? À, cái sự tiếp xúc của cái lưỡi và cái dục, cái tham trong đó, nó mới nhiếp phục được. Và trong khi mình ăn, mình tập chánh niệm tỉnh giác như vậy đó, mình mới biết là trạch pháp, mình chọn lựa ăn cái gì phù hợp với sức khỏe, ăn cái gì là tốt cho sức khỏe, ăn cái gì để tránh bệnh. Chứ không phải rồi là cứ hễ ngon thôi là ăn, ngon là ăn, ngon là ăn. Để khi nằm ra bệnh đó, thì lúc đó là than khổ. Để lúc khổ, lúc bệnh đó là ai bệnh thế giùm mình? Bác sĩ bệnh thế, thuốc bệnh thế, ai bệnh thế? Cho nên mình không có chánh niệm ở trong cái xúc, không có chánh niệm ở trong cái thọ, thì cuối cùng cái hậu quả đó là ai? Chính mình. Vì vậy mình học mấy cái này ra để mình nhận diện, để mình kiểm soát, để mà mình là kềm chế, để mình nhiếp phục. Là cái đó là lại cho ai vậy? Cho chính mình. Lợi lạc cho chính mình, lợi lạc cho tự thân mình. Nhưng còn cái ý xúc thì hết sức là sâu xa. Tinh thần hay nói hoài, có khi ngồi thiền 40 năm mà còn chưa biết được cái ý xúc là gì. Chính bản thân Minh Thành gần 30 năm ngồi thiền là cũng 20 năm mà không biết ý xúc là gì. Thế chừng học cái này rồi đó thì nó mới rõ ràng ra hết, minh bạch hết, nó rõ hết. Thành ví dụ quý vị đang ngồi thiền, bỗng nhiên quý vị giờ này không biết con mình nhà nó làm gì ta,
Thì lúc đó có hình bóng của đứa con hiện ra không? Rồi có cảm giác không? Có suy nghĩ theo cái đó không? Và mình có rõ biết đó không? Đó là ý xúc. Mình để tâm lại cái điều đó thì nó hiện ra thọ tưởng hành. Thọ tưởng hành đó, nó ý mình nhận diện được, nó sanh ra cảm giác. Thọ tưởng hành tiếp theo, ví dụ như tự nhiên mình đang ngồi vậy cái mình nhớ cái mặt của ổng. Biết mặt ổng không? Phải không? À, hay là cái mặt của bả, cái mặt bả hiện ra, cái mặt bả hay mặt ổng hiện trong bẩm xuống gì đi đấm dài hả, bỏ nhà công chuyện cho tôi làm hả? Phải không? Thì cái câu đó là cái gì? Cái câu nói là cái gì quẩn? Hành quẩn. Rồi cái mặt hiện ra là cái gì quẩn? Cái gì? Tưởng quẩn. Tưởng quẩn. Mà nếu mình nói kỹ là sắc tưởng. Quý vị thấy không? Thấy chưa? Sắc tưởng. Nó là tưởng nhưng mà nó thuộc về sắc tưởng. Nhưng mà mình nghe những cái tiếng nói của ổng, mà lúc trước ổng nói hoặc mình suy nghĩ ra vậy đó, cái đó là gì? Thành tưởng. Cái tiếng nói hôm trước của ổng mình đã nghe rồi, bây giờ mình tưởng lại, cái đó gọi là thành tưởng. Quý vị thấy không? Rõ không? Rất là rõ. Như vậy thì cái mặt hiện ra đó là tưởng quẩn. À, phải không? Rồi, có cái cảm giác không? Thọ, phải không? Rồi có cái suy nghĩ không? Nhưng là nói lầm thầm đi theo có không? Rồi khi mình thấy được ba cái đó mình có rõ biết không? Rõ biết là mình đang có hình bóng đó, đang có cảm giác đó, đang có suy nghĩ đó. Và sau khi mình rõ biết rồi, mình có thêm những cảm giác nghĩ tưởng tiếp theo không? Đó, quý vị thấy không? Ý xúc. Cái này nó làm việc không cần ở bên ngoài. Cái đó gọi là nội xúc. Còn cái này ở ngoài gọi là ngoại xúc. Ví dụ con mắt mình tiếp xúc với cái sắc này đó là ngoại xúc, cái tiếp xúc ở bên ngoài. Nhưng mà không cần thấy, không cần nghe, không cần ngửi, không cần nếm, không cần đụng chạm gì hết, nhưng mà nó nội xúc ở trong. Mà cái này mới là cái hết sức là sâu sắc. Phải có thiền định nhiều. Nội xúc. Cho nên tại sao mà người ta đóng cửa ra vô thất tập tở không được? Đâu có thấy, đâu có nghe, đâu có ngửi nếm gì đâu, đụng chạm với ai đâu. Mà ta không chịu nổi với cái nội xúc. Những cái hình ảnh, những cái cảm giác đó, những cái suy nghĩ đó nó sanh khởi ra. Dục khởi, tham khởi, ái khởi, sân khởi. Rồi si mê trong đó, rồi trong đó coi như là nó xào quần trong đó, nó hỏi đâu không có biết, không hiểu được cái nội tâm của mình là cái gì. Không biết cái gì nó đang vận hành. Rồi nó áp đảo, nó chế ngự, nó chiếm cứ, nó xâm chiếm. Hoàn toàn mình không biết. Cho nên ta không thể ở được. Và quý vị thấy không, là luôn luôn họ đi gì? Họ đi tìm cái xúc này khủng khiếp lắm. Như chẳng hạn như giờ quý vị ở Sài Gòn đó, là thôi ráng này, sắp xếp công chuyện này nọ kia, phải không? Nếu mà ấy để dành tiền đó, mình đi Đà Lạt một chuyến, phải không? Phải không? Lên cho nó mát mát coi cảnh đẹp này kia. Đó là cái gì? Xúc. Đi tìm xúc. Đi tìm xúc đó. Rồi xong lên cái, rồi cái hai bà đi vô cái hồ gọi là Tuyệt Tình Cốc. Ở trên đó giờ nó có cái Tuyệt Tình Cốc nổi tiếng lắm. Vô đó rồi ta để mấy cái miếng xi măng nhỏ 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 vậy đi qua cái chỗ đó, ta giả giống như cái dòng suối, cái hồ nước vậy. Cái hai bà đứng chụp hình cái dành. Bà đứng bà này không, hai bà dành nhau rồi cái cự lộn xong cái lọt xuống. Mà dành cái xúc á. Cho nên nhiều khi mình nhìn thấy, mình thấy đó. Cho nên Đức Thế Tôn mà các bậc A-la-hán mà không thương mình sao được. Mình cứ lòng vòng với ba cái này nè. Mình mê trong đó. Mình chấp trong đó, rồi mình khổ trong đó, mình đau trong đó, mình sầu bi trong đó. Mình không biết rằng là nó là những cái thứ
mà duyên sanh vô thường như vậy, từ đâu mà có ra xúc? Từ đâu mà có ra xúc? Căn, trần, thức, phải không? Ba pháp này hội tụ giao thoa ra mới tạo thành một cái xúc. Chứ tự nhiên sao có xúc? Cái sự tiếp xúc này hết sức là phải cẩn thận. Bây giờ quý vị tiếp xúc với thuốc độc, quý vị có cẩn thận không? Quý vị khi mà cầm cái con dao hết sức là sắc bén, quý vị có cẩn thận không? Quý vị khi mà nghĩa là mà có đám lửa cháy như vậy đâu, quý vị có cẩn thận không? Thì khi Đức Phật dạy, khi tiếp xúc cũng phải cẩn thận, giống như lửa cháy, giống như dao bén, giống như thuốc độc. Khi mình xúc hãy cẩn thận coi chừng, trúng độc. Con mắt nó trúng độc, cái lỗ tai nó trúng độc, cái mũi này nó trúng độc, nó nghe mùi cái này nó kéo đi vô à. Khỏi lên lại Phật, đi thẳng lên nhà bếp, trực chỉ nhà bếp. Trúng độc, cái lỗ mũi nó trúng độc. Rồi cái lưỡi này là khỏi nói rồi. Ngồi nó lên dọn lên 10 món rồi cứ ngồi nó cứ nuốt nó miếng hoài chứ. Giả bộ ho, nó miếng thấy kỳ quá. Không lẽ nuốt ở hoài kỳ ho. Rồi khi mà gấp một cái để vô cái trời đất ơi, đang đói bụng mà trúng mấy cái món ruột nó ngon, nó gấp vô một cái là lúc đó rồi không biết gì nữa cả. Cho nó toàn bộ cái thọ đó nó trùm ngập hết, ngũ quẩn nó tràn ngập hết. Cho nên quý vị thấy không, có những người ăn đó là bệnh, thậm chí là chết luôn á. Có ở Đài Loan có cái chú đó, ông ăn mì gói là liên tục hơn 3 tháng chết luôn. Chết luôn. Bình Thành hồi nhỏ nó đâu có biết đâu, lúc còn nhỏ xíu mà ăn chay, không biết ăn đâu cũng gần 6 tháng với chao, xong là ảnh hưởng tới gan luôn. Từ đó thì sao, thì vĩnh biệt chao luôn. Mà nhỏ mình đâu có biết đâu, còn nhỏ xíu mà. Thành ra là mình phải hết sức là nhận diện được 6 cái xúc này. Cho nên nhiều khi quý vị đọc phớp không, quý vị không có thấy cái tầm quan trọng, giải thích cho quý vị mới thấy tại sao mình phải nhận diện, tại sao mình phải tìm hiểu, tại sao mình phải chánh niệm và tỉnh giác trong khi mà mình tiếp xúc. Rồi quý vị thấy không, cái ý xúc, mình quay trở lại cái ý xúc không, ngồi trong mình cái tự nhiên mình nghĩ hồi cái mình giận à, có không? Giận à, cái người kế bên không biết ra chuyện gì nữa, ủa cái gì vậy chị, sao vậy? Tôi nhớ tới tôi bực mình quá đi. Mà cái này mà không khéo á, mà nó làm mà nó là mạnh á, nó xúc bản lề luôn, đưa vô chợ quán, đúng không? Phải gọi là chợ quán phải không? Còn cái bệnh viện nào khác nữa không? Biên Hòa phải không? Đó là vậy đó, tức là cái nỗi xúc ở bên trong mà mình không thấy được, không thấy được. Đó, cho nên có những người quý vị thấy tự nhiên cái họ buồn, có cười lên, cái họ cái tự nhiên cái họ giận, à, có không? Mà cái người nào mà cái này nhiều là coi chừng có cái gì, có cái điềm, cái tình trạng, cái tình trạng của cái gì, tâm thần nhẹ, mà từ cái nhẹ này nó đi đến cái nặng à. Cho nên mình phải kiểm soát, mình làm cho tất cả các cái thọ của mình an tịnh lắng dịu, cái tâm hiền hết sức là quan trọng, làm cho tất cả các cảm thọ của mình nó nhẹ nhàng, nó an tịnh, nó lắng dịu. Còn nếu không là cảm thọ nó dẫn dắt mình, nó khởi gì lên cái mình nhập cuộc cho nó, nó nói gì mình nghe theo hết trơn à. Quý vị thấy được cái tầm quan trọng mà sự tu tập ở nơi xúc chưa? Đó, hồi hôm mình đã nói về sáu thọ rồi phải không? Sáu tưởng. Sáu tư và sáu ái. Suy nghĩ, những cái suy nghĩ của mình, suy nghĩ về sắc, suy nghĩ về âm thanh, suy nghĩ về mùi, về vị, suy nghĩ về sự tiếp xúc và suy nghĩ về những cái cảm giác nghĩ tưởng. Nên quý vị thấy
cái thánh trí của Đức Phật. Ngài á là phân loại ra tất cả những suy nghĩ đó thành 6 cái loại suy nghĩ. Thì lâu lâu quý vị ngồi, quý vị cũng phải thực tập mình đang suy nghĩ về cái gì đây? Suy nghĩ về sắc hay là suy nghĩ về thanh? Hay là suy nghĩ về hương? Hay là suy nghĩ về nghĩa là về vị? Hay là suy nghĩ về xúc? Tiếp xúc thì gặp một cái món đồ đó, hay gặp một cái người đó, hay gặp một cái gì đó, là về mình cứ nghĩ cái đó hoài nhé. Suy nghĩ về cái đó hoài thì cái đó là cái gì? Cái gì? À, xúc tư. Suy nghĩ về cái sự tiếp xúc khi đó. Mà trong cái xúc tư này nó có luôn mấy cái kia á, chứ không phải là không có đâu. Xúc mà xúc với cái gì? Xúc với sắc hay là xúc với thanh? Hay xúc với hương, xúc với vị? Rồi cái pháp tư là mình suy nghĩ về cái mình suy nghĩ. Quý vị có nhận diện ra được không? Mình suy nghĩ cái gì đó rồi mình suy nghĩ về cái mình suy nghĩ. Cho nên khi mình ngồi thiền nó hay lắm, để cho mình nhận diện mấy cái này. Mình suy nghĩ về cái cảm giác đó. Và trong những cái này đó, tất cả những cái nãy giờ nói, quý vị nhớ là khi một cái gì sanh khởi lên, quý vị phải loại bỏ tôi và của tôi ra. Loại bỏ tôi và của tôi ra. Có một cảm giác vui sướng sanh khởi lên, biết đây là một cảm giác vui sướng, chứ không phải rằng mình vui sướng. Và đừng để cho cái cảm giác vui sướng này, đừng để cho mình phát sanh lên một cái sự ưa thích, khoan khoái, tham đắm. Đây là cái không phải để mình tham đắm, không phải để mình hoan hỷ, không phải để mình ưa thích trong cái cảm giác này. Cảm giác này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cảm giác này không phải là cái để mình ưa thích, tham đắm, vui sướng, bám víu, nắm giữ. Vì sao? Vì cảm giác này, cái thọ này là do cái gì? Do duyên sanh. Mà cái thọ này nên nó biến động, biến hoại, vô thường. Mà mình chạy theo cái vô thường này là mình chết, mình khổ, sầu bi khổ não. Rồi có một cái cảm thọ khổ sanh khởi lên, những cái suy nghĩ khổ sanh khởi lên, những cái tưởng khổ sanh khởi lên, thì mình cũng biết rằng cái cảm thọ này là chỉ là cảm thọ thôi. Suy nghĩ này chỉ là suy nghĩ hành quẩn thôi. Những hình bóng sanh khởi lên đây thì chỉ là tưởng quẩn thôi, những hình bóng thôi, mà không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tôi suy nghĩ, không phải là cái suy nghĩ này của tôi. Và đây chỉ là một pháp hành quẩn, hành sanh diệt, hành vô thường. Cái suy nghĩ này là do duyên sanh, là vô thường, là không đáng ưa thích, không đáng bám giữ, không đáng chấp thủ. Tất cả những cái suy nghĩ này mình thoát ra khỏi nó, mình đứng ngoài nó để mình nhìn nó, giống như mình đứng trên bờ sông mà mình nhìn nước chảy, thì nước nó chảy chảy, mình đứng trên bờ, chứ không phải là mình nhảy xuống đó rồi nó cuốn trôi mình. Cho nên hôm qua chúng ta học về 4 cái bọc lưu, 4 dòng thác lũ. Cái dòng thác lũ của dục là nó là một dòng thác lũ, nó là cả một cái dòng thác lũ, nó cuốn phăng hết tất cả chúng sanh. Quý vị thấy không? Dục là một dòng thác lũ. Bất cứ cái gì lọt ở trong đó là nó cuốn đi hết, nó cuốn đi hết. Cho nên tất cả chúng sanh trên thế giới này là bị dòng thác lũ của dục vọng cuốn trôi, cuốn trôi hết. Mình nhìn coi,
sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái, cái nào mình cũng ái hết. Quý vị coi thử coi quý vị khủng khiếp với cái dục, cái ái, cái tham của mình không? Cái nào nó cũng tham, cái nào nó cũng ái, cái nào nó cũng muốn, cái nào nó cũng thích. Nhìn cái sắc đẹp một chút là thích. Mà không phải thích ngày đó đâu. Một hồi đi về rồi ngồi thiền, nó có hình bóng nó hiện lên. Sắc tưởng. Hồi nãy là sắc pháp bên ngoài, bây giờ bên trong là sắc tưởng. Rồi trong cái suy nghĩ gì đó là sắc tư. Giờ cái hướng tâm về cái đó hoài, sắc tâm. Cứ muốn bám giữ những cái suy nghĩ về cái đó, những hình bóng về những cái đó là sắc tư. Rồi có cái âm thanh thôi hả? Có một cái âm thanh người ta nói xong rồi gió thoảng mây bay có chút xíu mà. Có 30 giây thôi. Rồi xong là nó dằn vặt cái thân thể này, đau khổ, ăn không được, ngủ không được. 5 ngày, 7 ngày, 1 tháng, 3 tháng nó khổ sở với cái câu nói đó. Khiếp chưa? Còn không một câu nói thôi mà 30 năm nhớ hoài. Nhớ cái câu nói đó. Nhớ hoài. Có không? Thương cái câu nói đó. Đó là cái gì ấy? Thành à. Thôi xả đi. Này không có gì hết. Nhưng mà cái thanh ái nó vô thường, cho nên trở về ở chung rồi mới có 3 năm thôi. Làm ơn yên cái miệng giùm tôi cái đi. Hồi xưa mới quen thì kêu nói đi, nói đi, nói đi, nói đi muốn nghe. Bây giờ về làm ơn giùm tôi cái nhức đầu quá chịu hết nổi rồi. Thấy chưa? Cái thanh ái nó vô thường. Nó vô thường. Quý vị thấy không? Cho nên cái thọ của mình, cái xúc của mình nó có cái gì đâu. Không có gì đâu. Vậy đó mà cần một chút xíu thôi là nó mê, nó mê, nó mê, 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 mê. Mê chết, mê mệt. Đó rồi quý vị thấy không? Rồi giờ là thương ái nãy nói rồi. À, rồi gì nữa? Vị ái. Cái vị ái này ghê lắm. Đừng có tưởng mà chỉ cái chuyện ăn này mà đã đơn giản cả một vấn đề. Cho nên mấy sư cô một ngày ăn một bữa ở đây là bên thành đó, bái phục cho anh chàng pháo tay lớn đi. Phải là một chiến đấu mãnh liệt, phải không mấy sư cô lúc đầu, phải không? Phải giỡn đó. Không phải chuyện giỡn. Sáng ăn rồi, trưa ăn rồi, chiều ăn rồi mà tối còn đi lục nồi, còn chế mì gói, còn thủ bánh đồ này nọ kia, lúc nào cũng thủ đồ ăn trong người, trong sách đi một cái nguyên một cái giỏ nha, đủ thứ trọng trên. Lâu lâu nó móc cái bộ bói ra. Các cái rừng thiền ở bên Miến Điện người ta rất là kỹ. Chiều đó uống sữa cũng không cho uống. Rất là kỹ. Cho nên là mình thấy rằng là nó cái vị ái đó khủng khiếp lắm, không phải chuyện đơn giản. Mà ít nhất là mình biết được nó, mình chưa nhiếp phục được hết, nhưng mà mình biết được mình đang ở vị trí nào. Chứ không thôi mình nói mình giỏi lắm, tôi tu hay lắm, nói trên trời dưới đất không à, phải không? À, nhưng mà là sáu cái này là cái nào cũng dính hết, dính nặng. Rồi quý vị thấy không? Xúc ái, pháp ái, cái gì cũng thích, cái gì cũng mê, cái gì cũng khoái, cái gì cũng muốn. Rồi quý vị không ngồi lại, mà đừng có nói chi là nó mê mấy cái này là khỏi nói rồi. Mấy cái nhìn thấy ngoài nó mê, thì nó mê bên trong mấy cái bóng dáng thôi mà nó cũng thích. Có không? Có không? Thí dụ đi mấy cô trẻ trẻ về đi ra mấy cái siêu thị này kia nọ, về mà thấy mấy cái hàng hiệu quần áo mà hàng hiệu nhịn cái về mua không được, nhưng mà về tối nằm chim bao thấy cái áo đó này. Thì có khi tháng sau hay gì đó là cố gắng mua cho được đem về. Cái hình bóng nó cứ chập chờn, chập chờn, chập chờn. Đó. Sắc tưởng đó. Sắc ái đó.
Đừng nói chi con người. Con người mà nó chập chờn là khổ dữ lắm á. Nó mới cái áo thôi đó, hay là chiếc xe là thôi, không có gì thấy không à. Rồi bây giờ đó là cái cảm giác, cảm giác mình đã đi qua rồi mình nhớ lại thôi, nhớ là cái cảm giác đó thôi, vậy thấy không? Chỉ có cái nhìn chiều mến một chút thôi à, mà có khi là nó nhớ là nó cũng ái. Gọi là có cái bài là Đôi Mắt Người Xưa, cái bài ca cũng nổi tiếng lắm. Thấy cái ánh nhìn thôi là chết 10 năm. Khiếp chưa? Tất cả cái đó là nó diễn cái pháp này đây nè. Vậy thấy không? Minh Thành lấy những cái hết sức là bình dị của cuộc đời để diễn cái pháp mà tối thượng thừa của Đức Phật. Chứ đâu ngoài cuộc đời đó. Đâu ngoài cuộc đời đó. Nói vậy để quý vị thấy gì, cái ái này nó tràn ngập. Cho nên một cái sự tu mà đơn sơ lơ tơ mơ, tu cho có, tu nghĩa là gieo duyên, thì làm sao mà nhiếp phục nổi? Làm sao mà nhiếp phục nổi cái dòng thác lũ nó cuốn trôi hết tất cả, cuốn trôi hết tất cả chúng sanh trong cái dục này. Bây giờ mình chuyển cái dục đó thành ra dục như ý túc, chứ đâu phải là mình không muốn. Thay vì nó muốn sắc thanh hương vị xúc pháp, bây giờ mình chuyển nó qua là nó muốn văn tự tu giới định tuệ, nó muốn các cái công đức, các cái thiện pháp. Mình phát huy cái dục như ý túc lên thì nó tạo thành ra sức mạnh, tạo thành sức mạnh. Giờ mình thành biết rằng quý vị Phật tử là hổm rày là tinh thần lắm, tứ như ý túc có đầy đủ mới chiến thắng tới lúc này đó. Nhất trí không? Minh Thành biết có những người mà cũng nghĩa là ê ẩm mà cũng ráng mà bò lên chiến đấu, chiến đấu. Mà quý vị mới thấy cái sức của đại chúng là hết sức quan trọng. Nếu mà không có đại chúng thử coi mình ngồi nổi không? Mình ngồi tới 9 giờ nổi không? Nếu mà không có đại chúng. Cho nên cái lực của đại chúng là hết sức. Quý vị phải cảm ơn đại chúng. Do cái sức mạnh của cái vàng hùng hậu ngồi phía trước nè, có cảm ơn không? Đó là mình phải làm cho mình có một cái mạnh mẽ, ham muốn tu tập học pháp, nỗ lực, để tâm và làm đủ mọi cách để cho mình đạt được cái mục đích trong sự tu học. Đó là tứ như túc. Minh Thành nhớ là nhắc cái này hoài, nhắc nó quên, phải nhắc. Để làm chi? Để có cái dục như túc này là có một cái sự mà ham muốn mạnh mẽ để thoát cái dòng thác lũ. Và phải nỗ lực bơi, bám chặt vào trong cái chiếc phao, để tâm vô, làm sao nó vuột cái phao làm sao? Nó vuột cái phao thì sao? Rồi mình chết chìm nhé. Chết chìm trong cái biển dục. Chết chìm trong đó. Rồi cái kiến chấp. Rồi vô minh. Cho nên mình muốn mà thoát ra được cái này là cả một cái công trình tinh tấn, để tâm, quyết tâm và mạnh mẽ. Thì Minh Thành là thấy rất là hoan hỷ, hoan hỷ với cái sự tu học của tất cả đại chúng. Quý vị có muốn 2 tháng sau có một khóa nữa không? Thì bởi vì là ở trong cái giai đoạn này đó, xin thưa quý vị đó là mình mới đó, tất cả chúng ta đều bắt đầu mới tiếp xúc, mới hiểu, mới bắt đầu thâm nhập. Cho nên cái giai đoạn này là cái giai đoạn hết sức là quan trọng.
và mình phải cẩn thận để tâm và giữ lửa liên tục gọi là miên mật. Chứ tại sao mình hở một cái là nó nhảy vô liền à? Những cái tập khí, cái thói quen, cái nghiệp của mình á, những cái dục tham ái, những cái bản ngã của mình là nó nhảy vô, nó nói tu này căng quá. Nó nói vậy đó, cái mình cũng phải nha. Mình tìm câu gì đó cho nó khỏe, niệm câu gì cho nó khỏe. Ghê lắm mà, nó xâm chiếm mà, nó nhảy vô à, có thấy không, lâu lâu nó có nhảy vô không? Không là nó có nói nhiều không? Khai thiệt à, nó có nói nhiều không? À, khai thiệt đi. À, à, phải nghe được cái tiếng nói của nó, mình phải biết nó là cái gì, ý hành, đánh đuổi nó, đánh đuổi và diệt tận nó. Mình dùng như lý tác ý mình trị nó liền, chứ không phải mình nghe nó rồi mình để im hoặc là mình đi theo nó rồi quá tệ rồi. À, nó có nhiều cấp độ lắm. Mình thành ví dụ cấp độ tệ nhất á, là nó nói một cái rồi cái mình đi làm theo nó luôn. Khẩu hành mình phát ra, thân hành mình đi theo luôn, cái tệ nhất cứ phải đại lén lén nửa đêm xuống núi, đó là tệ nhất. Rồi bây giờ cái cấp độ thứ hai là không làm theo nhưng đồng tình, là trong suy nghĩ mình chấp nhận cái suy nghĩ đó. À, cái chỗ này hết sức là thâm sâu nha. Mình thọ cái hành đó, cái suy nghĩ như vậy đó mình chấp nhận, nhưng mà ở ngoài thân mình không làm theo, nhưng mà trong ý hành mình chấp nhận. Có khi miệng mình cũng nói, cũng than phiền nữa, trời đất ơi khổ quá, tu hành dữ vậy. Rồi là khẩu hành nó phát ra. Rồi bây giờ cái tiếng cấp độ sâu hơn nữa, khẩu hành nó không phát, nhưng mà ý hành nó đồng thuận. Tức là cái suy nghĩ nó sanh khởi lên, cái mình đồng tình cái suy nghĩ đó, mình cho cái suy nghĩ đó tiếp diễn. Thì lúc đó mình đã nhận cái suy nghĩ bất thiện pháp, cái suy nghĩ thối đọa. Quý vị thấy sâu sắc không? Khi mà nó ý hành nó sanh khởi lên như vậy thì mình chọc liền. Mình nói ý hành này là ý hành gì? Bất thiện ác vô minh tham dục giải đãi lười biếng, mi muốn ta cùng đọa với ngươi thêm 9.000 tỷ kiếp nữa phải không con? Mày muốn tao đi theo mày hoài, đặng cho bà ăn với ngủ thôi phải không, đặng cho sầu bi khổ ô não, sanh tử luân hồi, đặng nước mắt rồi và đầm đìa bứt tóc đấm ngực phải không con, rồi đặng chôn rồi vô lò thiêu hủ cốt hẳn chi con. Đánh đuổi chữ mạnh, đánh cho cái suy nghĩ đó nó tan ra. Thì như vậy là mình không thọ cái ý hành đó. Cái chỗ này quan trọng à nha, quan trọng à. Thì như vậy đó, sau này cái ý hành đó nó có sanh khởi nó cũng rụt rè, và thậm chí nó mạnh thì nó không sanh khởi nữa. Còn cái này mà mình nhận đó là mới mốt nó khởi nữa. Lúc đầu nó chút xíu vậy thôi, cái mình nhận thêm nó tăng trưởng lên chút, chúng nhận thêm nó từ từ nó lớn mạnh. Ác bất thiện pháp lớn mạnh, thối đọa nó lớn mạnh, thì nó dẫn mình lùi lại và rơi xuống. Khủng khiếp không quý vị? Khủng khiếp không? Cái này phải có con mắt tuệ của cái trí năm uẩn để nhìn thấy được ý hành đó là cái gì, nó là cái gì, nó đang nói cái gì, cho phép hay là không cho phép. Thì như vậy từ từ mình mới kiểm soát, mình mới nhiếp phục được. Còn nếu mà mình mở cửa để cho nó vô là ăn trộm. Nó vô chừng 5-7 lần nữa là rồi xong luôn, là mình văng ra khỏi cái pháp này luôn. Và bằng chứng có rất nhiều người bị lọt ra phải không? Hạ sang phải không? Hạ luôn á. Tức là mình hạ rồi còn có khi mình quay lên, còn này hạ luôn. Tại sao? Thì từ những ý hành đó nó dẫn dắt. Cũng vậy đối với cả cảm thọ. Ví dụ như ở trên này nói pháp mà đánh trúng vô mấy cái huyệt đạo, à, điểm trúng cái huyệt, thì như vậy là bên trong này nó khó chịu à nha. Ví dụ như cái bản ngã của mình bị đánh trúng cái lúc này trong này nó nói làm gì dữ vậy trời,
Vừa vừa thôi chứ làm dữ vậy cha. Thì nó nói lên như vậy là mình phải thấy được liền, không chấp nhận cái ý hành này. Và cái cảm thọ này sanh khởi lên một cái cảm thọ là gì? Khó chịu. Chút xíu thì nó gợn nhẹ lên thôi, là mình như đi tắt ý liền, đánh tan cái cảm thọ đó ra. Đây là một cảm thọ bất thiện, chống đối với thánh pháp, thánh trí. Ta không chấp nhận cái cảm thọ, ta không nuôi dưỡng cái cảm thọ này, ta không cho nó lưu trú ở trong tâm ta, không cho nó tăng trưởng, phát triển, quảng đại, bành trướng. Ta phải diệt tận cái cảm thọ này. Minh Thành có ví dụ. Lúc đầu có người đó đi ngang ngoài đường, nhìn thấy dễ thương, cho vô nhà chơi ngồi nói chuyện. Nói chuyện xong rồi cái họ xin ở lại vài bữa, cái mình cho ở lại vài bữa xong cái họ xin tạm trú tạm vắng, ở thời gian dài cái mình cho. Rồi sau đó mình đăng ký KT3, rồi cuối cùng là mình nhập hộ khẩu. Và cuối cùng họ vô họ làm chủ nhà luôn, họ đạp mình ra khỏi nhà, hoặc mình làm đại tớ cho nó. Thì đối với các cảm thọ, với các cái tưởng cái hành cũng giống y vậy đó. Lúc đầu nó rất là đơn giản, nó khởi nhẹ lên vậy thôi, nhưng mình cho nó đi vô, tức là cho nó lưu trú, mình cho nó vô nhà. Khi nó đã vô được rồi đó, bắt đầu sao nó bắt đầu là nó bám rễ, từ từ nó sẽ trở thành thâm căn cố đế. Là gì? Thâm căn là gì? Cái gốc sâu mà cái rễ nó chắc. Và một khi nó đã thâm căn cố đế mà gốc sâu rễ chắc như vậy rồi là mình bứng nó không nổi, không bứng được luôn, nó xâm chiếm luôn. Cho nên nó cái sự nhận diện năm quẩn một cách tinh vi và thiện xảo là phát giác, phát hiện ra tất cả những cái động chuyển thật là nhỏ nhẹm ở trong thân tâm của mình. Đó là pháp nhãn. Minh Thành hay ví dụ cho quý vị dễ nhớ dễ hiểu là Tôn Ngộ Không mà nhốt vô cái lò bắt quái 7-7-49 ngày, mà lúc lật cái lò nó còn nhảy lên, nó còn bắt chớp xẹt 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 lửa ra vậy nè. Thấy không? Nhớ lúc đó không? Minh Thành ví dụ cái đó là thần nhãn, là pháp nhãn, là tuệ nhãn. Mà nếu mình muốn thành tựu được cái con mắt pháp này là cả một cái công trình mà nghe pháp liên tục và tư duy tác ý liên tục, không có để cho các cái pháp khác, tuyệt đối không để tất cả các pháp nào nó chen vô được hết đó. Một khi kia nó chen vô được là nó đánh mình văng à, ngã đỏ à. Từ nay về sau là chuyên nhất Nikaya thôi. Còn nếu không mà mình đi học tùm lum mấy kia lặn hồi rồi mình cũng trở lại, tại vì mấy kia nó êm ái lắm, nó dễ chịu lắm, nó đáp ứng mấy cái ham muốn của mình á, phải không? Nó đáp ứng mấy cái đó. Thì quý vị thấy không? Cho nên trở lại cái vấn đề là gì? Một cái ý hành sanh khởi lên, một cảm giác sanh khởi lên, cái thọ, một cái tưởng sanh khởi lên, tất cả những cái này đều phải hiện nguyên hình ở trước cái con mắt thần. Nó phải được hiện nguyên hình. Cho nên ông Đường Tăng á, ông thấy là Hồng Hài Nhi đó, cái đứa trẻ gì nó tội nghiệp quá, nó bị buộc cái kêu chiêu minh cứu mạng. Thì ông thấy vậy rồi ông thương quá rồi ông nói. Nhưng mà Tôn Ngộ Không, à được con, để lão Tôn con sẵn tay áo đồ lên cộng sẵn hở là quăng này nha. Biết có yêu tinh, nhìn nó trong đó là một đống lửa trong bụng á, chứ không phải là đứa con nít, mà nó là mấy ngàn tuổi rồi. Như vậy thì cái con mắt thường của mình khi mà chưa có đạt được pháp nhãn đó, chưa có thành tựu chánh chi kiến á, thì mình thấy ô cái này có cái gì đó, cái suy nghĩ này đâu có cái gì đó, cái cảm giác này có cái gì đó, có chút mà có cái gì đó, có ai biết đâu, phải không? Cái tưởng này trong này có cái gì đâu. Nhưng mà đó giống y như là đứa con nít, nhưng mà trong bụng nó là lửa. Cho nên Đức Phật nói là các tỳ kheo, ác ma nó luôn rình rập ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của các ông. Nó chờ
Cái ông sơ hở là nó nhảy vô liền. Các ông chỉ cần sơ hở thôi là có cơ hội để cho ác ma nó thuận tiện nhảy vô. Ác ma là gì? Dục, tham ái, sân si, vô minh và bản ngã. Ác ma là gì? Là những cái mà lười biếng giải đãi, những cái mà không có thích tu, nó không muốn tu, nó không muốn học, nó muốn cho thoải mái, nó muốn buông lung phóng vật, nó muốn thả lỏng cái căn, nó muốn nói làm, nó muốn sung sướng, nó muốn buông lung phóng vật vậy đó. Nó không muốn nhiếp phục. Nó mình nhìn xuống khó chịu lắm, khó chịu lắm. Nhìn qua nhìn lại cho nó khỏe, phải không? À, rồi im lặng khó chịu lắm, thà chết. Cái gì không cho nói sao chịu nói? Nó nói chịu không nói. Cái gì trong đó không? Dục, dục nói. Cái dục đó không cho mình chiến thắng nó. Cho nên cái sự mà buông lung phóng vật, thả lỏng các căn là một kiết sử, nó trói buộc chúng sanh. Nhưng mà mình không biết, mình lại tưởng nó có đó bình thường. Mà mình thấy ai mà giữ gìn thu thuốc cũng nói trời làm gián dữ vậy, tu dữ quá vậy, phải không? Không phải. Đó là một sự mà bước đầu của sự chiến thắng. Bước đầu của sự nhiếp phục, bước đầu của sự chế ngự, bước đầu của sự gì? Trị nó, đối trị nó. Cho nên quý vị thấy không? Đây là bậc chiến thắng, đi theo con đường của bậc chiến thắng. Cho nên quý vị nhìn thật là sâu sắc vô các cái cảm thọ, các cái nghĩ tưởng, các cái sự nhận thức của mình đã phát giác, phát hiện ra. Và làm một cái cuộc tổng vệ sinh, sạch sẽ, thanh lọc, để đi đến chỗ tuyệt vời. Đi đến chỗ tuyệt vời, đi đến chỗ thành công. Mà đây là đại thành công à. Cái thành công này của quý vị, quý vị chỉ cần nhập lưu thôi một cái là ôi thôi, cả trái đất này, tất cả của báo trên trái đất này không sánh được bằng một phần ngàn của một cái bậc mà nhập lưu thống lãnh trái đất, cai trị cõi trời, cũng không bằng một phần 16 của một cái bậc trí tuệ nhập lưu. Này các tỳ kheo, các ông cho rằng biển cả này là nhiều hay là những giọt nước dính lại ở trên cái nắm tay giọt xuống còn có 7 giọt là nhiều? Bạch Thế Tôn, nước ở trong biển rất là nhiều. Nước mà trên cái nắm tay mà chỉ rơi xuống 6-7 giọt nước như vậy là rất là ít. Cái phần nó cũng vậy. Cái khổ đã được đoạn tận nhiều giống như nước biển đối với bậc chánh tri kiến nhập lưu. Mà cái khổ còn sót lại nó giống, nó ít thật là ít, giống như 7 giọt nước thôi. Một người đã thấy, đã biết về năm quẩn, về tự thân tâm của họ, thì cái đau khổ nó ít giống như 7 giọt nước còn sót lại ở trên cái vốc nước của cái nắm tay. Còn cái khổ mà những cái vị mà chánh di kiến mà đã diệt tận thì nó nhiều như 4 biển Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương. Thì quý vị thấy mà có muốn nhập lưu không? Thì những cái sự tu học của chúng ta không uổng đâu quý vị ơi. Quý vị hãy vui sướng, hạnh phúc và phấn khởi lên. Tại sao? Đây là những sự chuẩn bị sửa soạn để cho mình lót vô cái dòng chảy của thánh trí. Mình lót vô cái dòng đó thôi thì tự động cái dòng đó nó đưa mình đến, để ra tới đại dương của giải thoát. Chỉ cần lót vô được cái dòng thánh trí đó thôi. Mà muốn vậy là phải sự nỗ lực, quyết tâm, chiến đấu. Và hôm nay chúng ta chiến đấu là ngày áp cuối.
Và mình thành mong muốn là cái tinh thần tu học là càng về sau là càng nghiêm túc, càng tinh tấn, càng nỗ lực hơn những ngày trước nữa. Nhất trí không? Trưa nay đó là chúng ta sẽ được một chương trình đặc biệt. Thì Minh Thành cũng gợi ý với cô là ít nhất cũng cho một buổi để các cái vị mới, nhất là các vị mới cũng như các vị cũ, để mà ôn lại. Và những vị mới thì biết lần đầu tiên cái cách ăn của Đức Phật, là các cái vị A-la-hán, các vị tỳ kheo thời xưa ăn cơm của Ngài như thế nào, để mình biết thật sự cái cách ăn của Đức Phật. Và hôm nay có nghe chánh quán thọ thực không? Khi nghe lúc đó cái cảm giác trong nó như thế nào? Ngồi đồ ăn trước mặt mà nghe đọc vậy đó, phải nhìn cho ra. Đó, tập nhìn đó, tập mở thần nhãn. Phải nhớ những cái lúc nào mà nó khó chịu, nó mệt mỏi, nó hơi ẩm, là nhớ mình đang chuẩn bị là đi vào cái dòng thanh trí. Mình đang chuẩn bị bước vào cái thánh pháp, mình đang là đi trên thánh đạo, mình sẽ tới thánh quả. Yên tâm đi, mấy cái khổ này mà so với cái khổ trong luân hồi và vô tận tỷ 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 kiếp mà 91 thành hoại, cái kiếp thành hoại của trái đất, thì cái này đâu có so là cái gì đâu. Cái khổ này có chút xíu xíu không nhầm gì đó. Thì mình tác ý như vậy đó, thì mình sẽ buông xuống, vượt qua mạnh, mau, lẹ, nhanh. Và mình sẽ có hỷ lạc xuyên suốt trong tất cả cái ngày mình tu học. Nguyện đem